hoàn chỉnh nào. Chuyên nghiệp. Không có tí chuyên nghiệp vào đúng không? Phút đâu mày nằm con máy bay chỉ là chuyển hướng đấy thôi. Vướng. Vướng rồi. Nó vẫn còn đang kéo thì sao? Đấy. Ăn ngay, anh em ơi, thêm một con chép nữa rồi. Rồi, ok, lại được một con chép nữa. Ok, lại một em chép nữa. Anh em ơi. Chết được. Chép to. Đây là, nó gọi là chương trình đi kéo sành. Ông Giang Vlog và ông Điệp Vlog đang thực hiện tiết mục gọi đi kéo sành. Chắc là chỉ có quê hương Thái Bình mới có cái món đấy. Rồi, ăn luôn. Con này chắc là tròi rồi. Tròi hoặc đồ phi rồi. Rồi, ăn ngay này. Không biết pha này liệu có ăn thua không. Có hàng luôn. Rồi, một em rô phi. Một em rô phi. Em rô phi này. Mật mạng lên. Em rô phi này chỉ có rắn giòn thôi. Hy vọng hôm nay làm được con đôi nhát. Bình thường tôi dùng cái từ địa phương nên là nó đôi nhát. Bỏ hai nhát. Tôi làm con đôi nhát. Anh em mà có nhã hứng muốn thử cái món môn bộ phận là gọi là cái môn thể thao kéo sành này thì cứ về với quê hương Thái Bình, liên hệ với cả Mr. Tiệp. Đây anh Tiệp là anh này gọi anh mày Tiệp. Quay anh cũng anh Tiệp. Anh này gọi là anh Tiệp. Ông mất vào mất chì. Đợt này sau sông này nó mùn ít nhỉ. Bùn vậy là nắm bùn vậy cá nó nhỏ lắm. Ô, rô phi. Rô phi. Lém bùn. Không vớ vẩn bắt được một con rô phi nữa. Rô phi rồi. Đây, ăn ngay. Ăn ngay rồi, ok. Nhất Việt Nam đấy. Xin lỗi anh em mà tôi hô hơi to là vì trong chương trình bắt cá là phải hô to thế thì nó mới có cái động lực để anh em úp. Ăn rồi. À rồi. Tránh nha. Rồi, ok, nạn một em rô phi. Ui giời ơi. À, chết rồi. Chết đây đây, nó nổi đây anh Kiệp ơi. Đây anh Kiệp ơi. Đây. Anh ra bắt được. Bắt luôn. Nó đang vờ nó luôn. Đi, ông này ông chui đây gì ấy. Lấy nơm vớt. Lấy nơm hớt lên, đây vẫn còn đang. Đây này, ông nhìn cái đéo đây này. Lấy nơm hớt lên. Rồi. Rồi, anh em thấy không? Tức là nó toàn là rô phi to này thôi. Đấy, một em cá không đấy. Rồi. Anh Tiệp Vlog vừa mất một em rô phi. Mất rồi. Nó chạy rồi. Thì bắt thôi, biết làm nào bây giờ. Sáng nay nhà mưa. Mưa. Nhà vậy kia sương mưa mới hạt. Cái đấy vào được phút sâu còn mà. Nào xem ơi. Đấy, kia sương. Nhãn thôi nhá. Hất kiểu ọt nhá. Bên ngoài à? Chú ý bên ngoài rồi. Cây đó ngoài. Rồi, một em rô phi. Bây giờ bỏ cao lên. Hất cao lên. Anh Tiệp không mặc áo vào, cởi trần này chết. Nguy hiểm lắm.
có rô phi luôn. Bạn hết mòn như xưa. Rô phi, rô phi. Đấy. Đấy, đấy. 200 cái đấy. Nó là cuối dưới cũng bóng. Ôi nhắm cái này thì sẽ chuộng mất rồi. Có bị gì? Nhẹ thôi. Cắm cắm vừa tao thôi. Rồi nó tụt xuống ruộng. Bẻ hay thả đi. Hết to lên, hết cao lên. Con rô phi vậy. Đây, tôi để cho anh em xem chiến lợi phẩm của anh em tôi trong vòng 2 phút vừa qua. 2 phút vừa qua. Rồi làm được một xô rồi. Tức là được khoảng một xô cá. Đấy, mới có 2 phút trôi qua thôi. Đấy này, thêm một em nữa này. Đấy, em này là em chép. Em này em chép, chép là đợt này là chép là vừa mới thả ông công táo. Chép này chắc suối. Rồi. Tốp đây để chuẩn bị quay video khác vậy. Không, không, đi đều đều.